100% năng lượng cùng với Trương buổi tối ngày hôm nay. Comment tôi cho Phương thấy ạ. Rồi, Phương đang thấy rất là nhiều anh chị comment rồi ạ. Phương cũng đang rất là sẵn sàng cho buổi tối tuyệt vời ngày hôm nay đây. Cùng với Trương buổi tối ngày hôm nay, comment tôi cho Phương thấy ạ. Ok, là tuyệt vời ạ. Tối ngày hôm nay thì Phương sẽ chia sẻ cho các anh chị ứng dụng cái bí kíp về sức mạnh tiềm thức. Bao nhiêu anh chị biết về sức mạnh tiềm thức rồi ạ? Có bao nhiêu anh chị đang biết rằng bên trong con người của mình đang có một cái gã khổng lồ, một cái con người rất là phi thường ở bên trong chính mình, và mình cần phải khai phá nó để giúp cho mình thành công hơn, một cách dễ dàng hơn? Thì anh chị comment số 1 ạ. Các anh chị nào đã biết cái sự tồn tại của con người phi thường đó chưa ạ? Anh chị nào gọi là chưa bao giờ biết là sức mạnh tiềm thức là cái gì? Các anh chị cũng chưa bao giờ ứng dụng nó để mà đạt những cái mục tiêu của mình. Hoặc là anh chị có thể nghe thoang thoáng nhưng mà chưa biết cách ứng dụng như thế nào. Thì comment chưa ạ? Wow, nhiều anh chị comment chưa? Nhiều anh chị comment số 1. Dạ, không sao cả. Dù cho anh chị đang comment số 1 hoặc là comment chưa, thì buổi tối ngày hôm nay cũng dành cho tất cả các anh chị để Phương chia sẻ. Các anh chị nào cũng có thể hiểu và ứng dụng được ngay. Và đây là một trong những cái bước đi rất là thành công của Phương khi mà Phương biết tới môi trường câu lạc bộ Chúng Ta Áo Vàng. Thời điểm mà Phương biết tới môi trường câu lạc bộ, các anh chị Phương cũng không có gì trong tay cả, ngoài một thứ thôi ạ. Không biết các anh chị có giống Phương không? Phương không có gì trong tay ạ. Cũng không có nhiều tiền đâu ạ. Cũng đi làm một cái công việc mình cũng yêu thích. Lúc đó mình cũng yêu thích làm giáo viên dạy tiếng Anh. Sau đó Phương cũng trải qua nhiều cái thăng trầm và cũng mất mát khá là nhiều. Những tài chính chưa có khỏe, tại vì là mình kinh doanh và mình đầu tư không có kiến thức. Và lúc đó thì cũng không khỏe về sức khỏe, cũng không khỏe về những cái mối quan hệ xung quanh, cũng không có gì cả. Nhưng mà Phương có một cái thứ để mà đẩy Phương được tới đồng hành và nhận những cái kiến thức rất là giá trị từ câu lạc bộ Chặng Tay Hóa Vàng và được những cái người thầy dẫn dắt. Các anh chị đoán xem Phương có thứ gì ạ? Phương biết các anh chị cũng có cái điều này giống y chang như Phương. Có thể là điểm xuất phát của các anh chị giống nhau hoặc là hoàn cảnh của các anh chị khác nhau. Tuy nhiên có một cái thứ mà để giúp cho các anh chị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay giống như Phương cái thời điểm Phương bắt đầu. Dạ chính xác ạ. Phương có một cái khao khát mãnh liệt. Mình sẽ có một cái chiến lược nào đó để giúp cho mình có thể thay đổi cuộc đời của mình. Các anh chị có đang như thế không ạ? Các anh chị có đang giống Phương cái thời điểm đó không ạ? Phương chả có gì ngoài một cái khao khát thôi các anh chị. Tại vì là trong cuộc sống thì Phương cũng cố gắng rất là nhiều. Không phải là mình không phải là cái người không cố gắng đâu các anh chị. Không phải là người lười nhác. Phương tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng với văn bằng tiếng Anh và một cái văn bằng sư phạm, và cũng đi làm, nói chung cũng cố gắng lắm, cũng làm hết, làm thuê, sau đó về tự mở lớp dạy tiếng Anh rồi lên cơ sở tiếng Anh, nói chung là cũng làm vất vả lắm. Nhưng mà có một cái là mình không biết được rằng là sẽ có cái công cụ tốt hơn, cái chiến lược tốt hơn, mà mình chỉ làm theo những cái sự hiểu biết và bản năng của mình thôi. Dẫn đến là mình làm hoài mà vẫn không có dẫn đến được kết quả là tự do tài chính. Cho đến khi biết tới môi trường câu lạc bộ thì một cái thứ Phương rất là tâm đắc, và Phương tin rằng và Phương cũng mong rằng tất cả các cô bác anh chị ở đây, khi mà anh chị nắm được những cái bí kíp này á, thì anh chị hoàn toàn có thể làm chủ cuộc đời của mình theo cách mình muốn, và anh chị hoàn toàn có thể giúp đỡ cho gia đình của mình, cũng có thể giúp cho họ, cũng có thể biết cách làm chủ cuộc đời của họ theo cách của họ muốn các anh chị. Đó là biết cách vận hành cái con người phi thường này ở bên trong của chúng ta. Và tối ngày hôm nay Phương sẽ chia sẻ cho các anh chị 5 cái mẹo để các anh chị có thể biết cách giao tiếp với nó, giao tiếp với cái sức mạnh phi thường của mình, và để giúp cho các anh chị có thể chinh phục được những cái mục tiêu, và gần nhất là mục tiêu thứ 7 ạ. Và các anh chị, Phương kể sơ qua một xíu ạ.
một xíu thôi, là anh chị biết mà, thời điểm mà lúc mà Phương không có, Phương xuất phát điểm là một cô giáo viên và lương tháng có 10 triệu thôi, nhưng mà cái thành tựu to lớn nhất mà Phương đạt được trong 3 năm khi mà Phương đồng hành với câu lạc bộ thì Phương bây giờ hiện tại Phương không còn làm giáo viên nữa, Phương cũng đã chuyển hướng rồi. Phương hiện tại Phương cũng là một doanh nhân, Phương cũng là một người làm kinh doanh, Phương có một cái hệ thống kinh doanh online trên internet, và hiện tại cái hệ thống của Phương thì đang làm việc với đối tác và khách hàng trên 15 quốc gia, cho nên đó là gần 1.000 anh chị đối tác và khách hàng Phương xây dựng nó trong vòng 3 năm. Và các anh chị biết mà, nhờ cái công việc kinh doanh nó phát triển khá là thuận lợi, và nhờ những cái kiến thức về kinh doanh mà Phương đã học trong môi trường câu lạc bộ thì giúp cho Phương có tới bốn cái nguồn thu nhập thụ động. Một nguồn thu nhập chính từ công việc bán hàng, và Phương cũng đã hoàn toàn tự do thời gian, không gian và tự do tài chính. Thì trong 3 năm qua thì Phương cũng có gọi là sở hữu khá là nhiều những cái thứ mà mình yêu thích. Ví dụ như là sở hữu những cái tài sản đứng tên của mình, chiếc xe ô tô mà mình thích. Rồi Phương cũng giúp được cho gia đình của mình, cũng có được những cái điều mà các em của mình đang mong muốn. Hiện tại các em của Phương cũng đồng hành, cũng kinh doanh, cũng thành công cùng Phương. Và đặc biệt là Phương dư dả thời gian để mà có thể đi tới những cái nơi mà mình không thể hình dung tưởng tượng nổi là Phương đã làm được, các anh chị. Cho phép Phương khoảng 2 phút, Phương có thể show cho các anh chị một số những hình ảnh. Có thể anh chị nào mới ngày hôm nay mà chưa biết sức mạnh tiềm thức thì anh chị sẽ gia tăng thêm cái niềm tin của mình về những cái điều mà mình đang rất là khao khát, được không ạ? Trước khi mà Phương chia sẻ bí kíp ạ, thời điểm biết tới môi trường câu lạc bộ các anh chị thì Phương lúc đó Phương đã nguyện nguyện một cái điều đó, các anh chị, đó là thời điểm đó Phương không có nhiều tiền ạ, trong trong tài khoản thì không đồng, còn lại tiền mặt ở trên tay thì một đống tiền lẻ chụp ở trên bàn như thế này, còn có 7,5 triệu trong người thôi. Nhưng mà lúc đó ra quyết định rất là mạnh mẽ rằng là mình sẽ biến cái số tiền 7,5 triệu này để mình có thể có một cuộc sống tự do, mình sở hữu, mình biến số tiền này thành một khối tài sản là 1 triệu đô la. Ra quyết định mạnh mẽ lắm các anh chị. Rồi cảm ơn tiềm thức, cảm ơn vũ trụ, rồi cho tôi kết nối những con người vĩ đại, những công cụ tuyệt vời để tôi đạt được những cái điều tuyệt vời này. Đấy, và khi mà biết tới môi trường câu lạc bộ, cái bắt đầu Phương cũng được môi trường, được doanh nhân Nguyễn Diễm và chủ tịch Trịnh Huy chỉ cho Phương, vạch ra cho mình cái định hướng đó anh chị. Ngày trước thì không biết cách vận hành cuộc sống của mình đâu, tới đâu hay tới đó. Và sau đó thì biết tới môi trường câu lạc bộ, và cái điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời của Phương đó là biết cách vạch ra cho cuộc đời của mình một cái tầm nhìn. Có bao nhiêu anh chị có bản tầm nhìn này trong trong nhà mình chưa ạ? Một số anh chị đã đồng hành cùng với câu lạc bộ một khoảng thời gian rồi á, thì Phương xin chúc mừng các anh chị là chúng ta đang có một cái định hướng. Và một số anh chị nào mới khóa chưa á thì anh chị cũng có thể làm, được không ạ? Các anh chị nào chưa có cái bản tầm nhìn như thế này trong nhà của mình không, các chị comment lên khung chat cho Phương thấy ạ. Và nhiều anh chị chưa quá, anh chị biết không ạ? Đây đây, đây cũng là một trong những cái bí kíp mà các anh chị biết cách giao tiếp với chính mình, đó là biết nói ra chính xác cái điều mà mình muốn. Các anh chị thời điểm đó là trời ơi, gọi là anh chị biết mà, nếu mà không không nhờ cái kiến thức mà hôm nay Phương chia sẻ với các anh chị, nhờ người thầy của Phương chỉ dẫn, thì Phương không nghĩ rằng là cuộc đời của mình nó sẽ thay đổi như thế nào. Lúc đó Phương á, là Phương ước, là ước nhiều thứ lắm các anh chị à. Phương ước là mình tự do thời gian, tự do không gian và tự do tài chính. Phương ước rằng mình sẽ ở trong một những cái căn nhà như thế này nè. Ngày xưa ở ở trên Buôn Ma Thuột, các anh chị, Phương ở Đắk Lắk mà. Cái Phương sống ở một cái nhà trọ có 800 ngàn thôi. Nhà trọ mà chỉ nó khá là vừa đủ đi ra đi vô thôi, chứ cũng không có gì dư dả. Nhưng mà Phương ước rằng là mình sẽ trở nên thịnh vượng về tài chính, để mình có thể ở sống trong những cái căn nhà
mà nó có view đẹp như thế này nè. Đó rồi sở hữu chiếc xe ô tô mình yêu thích nè, sở hữu những cái món đồ mình yêu thích như là MacBook nè, hay là những cái món đồ hàng hiệu. Rồi mình muốn là đi du lịch vòng quanh thế giới, châu Âu, châu Á. Ừ, rồi xin chào anh Long nha. Phương cũng thích được đi nhảy dù anh chị. Phương cũng thích là sao ạ, mình sẽ trở thành cái người truyền cảm hứng đứng trên sân khấu. Cả hàng ngàn người. Rồi Phương cũng thích là sao ở cho ba mẹ đi du lịch cùng với mình, tặng cho ba mình một chiếc xe ô tô. Và các anh chị đoán được xem ạ, thời gian rất là ngắn ạ. Từ bắt đầu Phương nghiêm túc mà thực hành cùng với câu lạc bộ là bắt đầu cuối năm 2020 cho tới nay thì cũng hơn 3 năm. Hơn 3 năm và anh chị biết mà, rất là ngọt ngào luôn ạ. Tất cả những gì mà Phương dán xuống đều trở thành sự thật. Anh chị có tin? Anh chị có thấy nó tuyệt vời không ạ? Bây giờ anh chị nghĩ rằng là khi mà mình những cái gì mà mình muốn mình dán xuống và nó đều trở thành sự thật, thì anh chị nghĩ cuộc sống của mình có những cái bí kíp này có xứng đáng để các anh chị có thể học và áp dụng cho cuộc sống của mình không ạ? Anh chị có tin điều đó không ạ? Dạ, rất là tuyệt vời ạ. Bởi vì là Phương tin các anh chị, thời điểm mà Phương làm cái bản tầm nhìn này á là Phương rất là tin. Phương tin rằng là mình chắc là mình có khả năng để làm một cái điều gì đó tuyệt vời cho mình. Và nếu như mình có những cái người họ thành công, họ chỉ dẫn và họ cũng đã làm được. Tại thời điểm đó là Phương thấy doanh nhân Nguyễn Diễm có khoe cái bản tầm nhìn của cô ấy và của chị ấy, và chị ấy cũng lớn hơn Phương có một xíu không? Có vài tuổi thôi nhưng mà chị ấy cũng làm được những cái điều mà chị ấy dán xuống mà rất là ngoạn mục luôn ạ, rất là thành công. Thế là Phương tin các anh chị và Phương cũng làm theo. Và các anh chị biết mà, từ một cô giáo viên đúng không ạ, có cơ sở dạy tiếng Anh, và Phương bắt đầu tham gia rèn luyện cùng môi trường câu lạc bộ trong nhóm rèn luyện thân tâm trí để khai phá được cái con người phi thường của mình. Sau đó Phương thay đổi được cái sắc diện của mình các anh chị. Trở thành một cô gái tự tin hơn, gọi là xinh đẹp hơn, năng lượng hơn. Trở thành một cái cô gái mà Phương mỗi ngày Phương nhìn vô gương á, Phương rất là yêu bản thân mình các anh chị ạ. Phương rất là yêu bản thân mình. Phương cũng khi mà Phương ứng dụng thành công các anh chị và bắt đầu Phương đăng ký trở thành thành viên của môi trường câu lạc bộ Chạm Tay Áo Vàng, để Phương có thể cùng với các doanh nhân, cùng với người thầy của Phương đi phụng sự cho giá trị và giúp đỡ cho nhiều người, chia sẻ những cái bài học mà Phương đã những người thầy đã giúp đỡ cho Phương thành công ạ. Đây là những một trong những cái cuộc sống của Phương. Đây là bữa tiệc sinh nhật của người thầy của Phương mà sắp tới anh chị nào mà tham dự offline câu lạc bộ á, anh chị cũng có thể tham dự ha. Nhanh thôi các anh chị, nhanh thôi Phương sẽ show cho các anh chị một số những hình ảnh Phương đã đạt được. Phương bắt đầu sở hữu được chiếc xe ô tô mà mình yêu thích đúng vào dịp sinh nhật năm 30 tuổi của Phương. Lúc mà Phương biết tới câu lạc bộ là lúc đó Phương vừa mới trải qua sinh nhật năm 28 tuổi. Và thời điểm đó là cái sinh nhật, đó là cái sinh nhật mà khủng khiếp nhất của Phương trong cuộc đời. Tại vì là rất là lao đao về tiền tài các anh chị. Nghĩa là mọi thứ nó khủng khiếp lắm. Anh chị không biết đâu, Phương nghĩ là anh chị đã từng trải qua những cái cuộc khủng hoảng về tài chính thì anh chị cũng có thể hình dung được. Sau đó thì Phương ra quyết định là trước năm 30 tuổi Phương phải tự do thời gian, tự do không gian và tự do tài chính. Thì Phương sẽ đánh dấu cái cột mốc mà mình tự do bằng cách là mình sẽ tặng cho mình một món quà. Đó là chiếc xe ô tô mà mình yêu thích và đúng cái sinh nhật của mình. Và các anh chị ơi, một khi mà chúng ta ra quyết định thì sao ạ? Các anh chị có nghe câu đó không ạ? Khi mình ra quyết định thì số mệnh được hình thành. Số mệnh được hình thành các anh chị. Một khi chúng ta đã ra quyết định thì số mệnh được hình thành. Và cái câu đó là Phương nghe Chủ tịch Trịnh Huy nói. Phương cũng đọc rất là nhiều sách các anh chị, trong những cái cuốn sách về sức mạnh tiềm thức thì đều nói được câu đó. Và bắt đầu cuộc sống của Phương có rất là nhiều trải nghiệm. Phương đã đi tới 6 nước, 6 lần đi đi qua 6 nước ở châu Âu đi chơi, được không ạ? Phương có những cái mối quan hệ rất là chất lượng với rất là nhiều anh chị thành viên trong câu lạc bộ. Đặc biệt có được những cái người thầy dẫn dắt, tạo được một cái môi trường rất là thuận lợi cho Phương và các em Phương thành công nữa. Và Phương cũng làm được một cái ước nguyện, đó là giúp đỡ được cho gia đình của mình. Đây là
em gái kế của Phương, em trai kế và em gái út, và những người thầy của Phương các anh chị. Hiện tại bốn chị em Phương cũng đang học tập phát triển cùng với môi trường câu lạc bộ và khá là thành công. Phương cũng thực hiện được một cái mơ ước đó là đứng trên sân khấu anh chị, đứng trên sân khấu cả hơn 1.000 anh chị để mà có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm và trải nghiệm thành công của mình. Phương cũng xây dựng cho mình được một cái đội ngũ kinh doanh. Đây là một phần nhỏ trong đội ngũ kinh doanh của Phương. Thường thì tới những cái dịp mà offline của câu lạc bộ thì các anh chị sẽ tụ tập về với nhau để cùng nhau học hỏi, giao lưu kinh nghiệm và cùng nhau giúp đỡ nhau trên cái hành trình kinh doanh các anh chị. Dạ, rất là tuyệt vời ạ. Sau đó thì bắt đầu đi du lịch nhiều lắm các anh chị. Đi đi châu Á thì cũng khá là hầu hết các nước mà gọi là con rồng châu Á là Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc là đi hết. Đi nhưng mà không đi một mình đâu ạ, đi cùng với các doanh nhân trong câu lạc bộ và đi cùng với các em của Phương nữa ạ. Đi với lại các em của mình nữa. Nó rất vui là hạnh phúc luôn các anh chị. Phương đã ra quyết định là mình phải thay đổi gia tộc của mình các anh chị ơi. Có bao nhiêu anh chị ra quyết định như thế không ạ? Các anh chị có ra quyết định như thế không ạ? Và anh chị sơ qua để anh chị thấy là nếu như mà anh chị biết cách vận hành cái con người phi thường bên trong của mình á, thì anh chị sẽ có một cái cuộc sống mà anh chị vạch ra cho chính mình. Dạ đúng rồi. Thì để mà các anh chị ứng dụng được sức mạnh tiềm thức thành công á, thì chúng ta sẽ hiểu về cái quy luật của tiềm thức. Bao nhiêu anh chị comment lên cho Phương thấy là anh chị đã hiểu là tiềm thức của mình nó vận hành theo những quy luật nào không ạ? Có bao nhiêu quy luật của tiềm thức không các anh chị? Trước khi đi vào cái năm cái mẹo để giao tiếp với tiềm thức mỗi ngày về cái mục tiêu của mình, thì anh chị có thể comment cho Phương thấy ạ. Tiềm thức của mình hoạt động có bao nhiêu quy luật ạ? Hay quá ạ. Yeah, tuyệt vời, đúng rồi ạ. Tiềm thức của chúng ta hoạt động có 3 quy luật. 3 quy luật nha. 6 quy luật là 6 quy luật của vũ trụ, là thế giới bên ngoài mình. Còn lại á, quy luật ở bên trong của mình là chỉ có 3 quy luật thôi. Quy luật đầu tiên đó là quy luật về niềm tin. Chính xác ạ. Anh chị ghi xuống ạ. Quy luật đầu tiên là quy luật về niềm tin. Tin sao thì nó như vậy. Anh chị tin cuộc đời của mình may mắn, thuận lợi, gặp nhiều quý nhân thì anh chị sẽ thấy làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ, đúng không các anh chị? Và có nhiều anh chị tin rằng là sao ạ? Nhiều anh chị nói là chị tuổi trâu em ạ. À, mà tuổi trâu á là gì ạ? Tuổi trâu á là nó phải cày cuốc nhiều lắm nên là không có khỏe, và tin đi chăng như thế luôn á các anh chị. Có bao nhiêu anh chị tin gì nữa ạ? À, tin là cái số của chị á nó lận đận lắm em ơi. Dạ đúng rồi, vậy thì anh chị sẽ ghi xuống ạ. À, tin sao thì cuộc đời của mình đi chăng như vậy luôn. Vậy thì các anh chị, nếu như mà anh chị đang thấy cái cuộc sống của mình mà nó chưa có được thuận lợi như ý của mình luôn á, thì anh chị chỉnh xem lại những cái niềm tin bên trong tâm thức của mình. Ngày xưa các anh chị, ngày xưa là những cái người mà Phương quen biết hàng xóm hay là cô dì chú bác Phương á, nói Phương là như này, Phương tuổi gà, thành ra tuổi gà là phải bươn. Tuổi gà là cũng chưa có được gọi là giàu có đó các anh chị. Không hiểu sao, nói chung dân gian họ nói thì sao á. Cái anh chị biết không ạ? Từ khi ra trường, cái Phương nói mình học cái trường cũng ngon lành nhỉ. Ba mẹ cũng đầu tư cho mình đi học trường đại học ngoại ngữ ra. Xong mình cũng đi dạy, mình cũng làm đủ kiểu hết mà sao cuộc sống từ tới năm 2015 tới năm 2021 chả có gì trong tay. Thế là tưởng đâu cái số nó lận đận thiệt các anh chị. Lúc đó tiền không có, tình cũng không có luôn. Tưởng lận đận thiệt. Cho đến khi bước vào môi trường câu lạc bộ các anh chị, chỉnh sửa niềm tin cái Phương tin rằng là Phương sẽ trở thành những người thành công và giàu có. Phương phải trở thành một cái người có thể là giúp đỡ
và dẫn dắt gia đình của mình cũng thành công luôn. Phương sẽ trở thành một cái người có thể truyền cảm hứng cho hàng triệu triệu người biết tới môi trường câu lạc bộ và có thể biết tới những cái kiến thức mà người thầy của Phương chỉ dẫn cho Phương thành công. Và các anh chị, chỉnh sửa xương xương mấy cái niềm tin đó thôi. Mà anh chị biết không, trong 3 năm vừa qua là biết bao nhiêu thành công. Thành công nối tiếp thành công, từ thành công nhỏ đến thành công lớn. Vậy thì các anh chị có nên thay đổi lại cái niềm tin của mình để cho cuộc đời của mình dễ dàng hơn không các anh chị ơi? Hello các anh chị. Ê, bây giờ các anh chị cứ tiếp tục tin là mình là tuổi gà, số mình như thế thôi, thì dù cho anh chị cố gắng, anh chị có làm bao nhiêu thứ đi chăng nữa thì cũng có chừng đó thôi, đừng cố gắng chi. Còn nếu mà đã cố gắng, đã làm đổi hết công việc này công việc kia thì anh chị phải chỉnh sửa cái niềm tin của mình trước thật đấy, được không các anh chị? Đó là cái thứ đầu tiên. Và cái thứ hai, một khi mà các anh chị đã đặt ra cho mình những cái mục tiêu á, thì anh chị có tin mình làm được không ạ? Anh chị có tin rằng là sẽ luôn có cách để mình đạt được những cái mục tiêu mà mình muốn không các anh chị ơi? Và một cái câu nữa mà thay đổi cuộc đời của Phương đó là gì ạ? Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy tìm thì sẽ gặp. Hãy tìm kiếm các anh chị, hãy tìm kiếm thì sẽ gặp. Một khi mà muốn rồi á các anh chị, cỡ nào mình cũng sẽ có được cái thứ mình muốn thôi. Và không tin thì không có gì cả. Không tin cũng không có gì các anh chị. Dù các anh chị có tin hay không tin thì cuộc đời nó cũng vẫn như thế à. Không tin thì người khác vẫn thành công lên mỗi ngày. Mình có tin mình không thành công thì người khác họ tin họ thành công thì họ vẫn thành công. Cho nên đó là Chủ tịch Trịnh Huy nói là không tin không có gì cả. Thì tên đại đi lỡ giàu thì sao? Ngày xưa cứ nói dạy hoài luôn các anh chị. Thế là cứ lúc cái thời điểm mà cứ bỡ ngỡ cái ngày nào cũng nói câu đó. Thôi cứ tin đại đi. Không tin giờ cũng chả có cái gì trong trong người cả. Tiền cũng có, chả có cái gì. Mà không tin cũng không mất gì các anh chị. Đúng không ạ? Tin cũng không mất gì mà không tin thì không có gì. Thôi tin đại đi. Mà tin ai chứ, tin chính mình mà. Là quy luật đầu tiên. Chính xác ạ. Quy luật đầu tiên. Quy luật số 2 đó là quy luật. Anh chị comment xuống cho Phương ạ. Những anh chị nào mà học lâu với câu lạc bộ, quy luật số 2 của tiềm thức là cái gì ạ? Đúng rồi, tác động và phản ứng ạ. Quy luật tác động và phản ứng nó giống như khi mà các anh chị thử nè. Anh chị lấy cái tay của mình á, ấn nhẹ cái đầu thôi. Thì cái phản ứng của các anh chị lại rất là nhẹ nhàng đúng không? Hoặc là anh chị có ngồi cùng với ai không? Ví dụ anh chị chỉ cần ấn nhẹ họ thôi thì cái phản ứng của họ nhẹ nhàng lắm. Nên anh chị lỡ tay anh chị tán cho họ cái đi là anh chị cũng gặp một cái phản ứng tương đương mà. Anh chị cũng nhận được một cái phản ứng lại tương đương y chang như thế. Đúng không các anh chị ơi? Hay là tương tự anh chị cứ thử lấy cái đầu của mình đập vô tường á. Dạ thử thôi nha, giả vờ thôi. Nhưng mà anh chị đập nhẹ thì sao hả? Thì nó kêu nhẹ. Còn mới mới đập mạnh phát là sao hả? Chắc toang. Hay này là mọi thứ đều y chang như thế các anh chị. Đây là những cái mục tiêu ước mơ của mình các anh chị. Nếu mà anh chị có những cái gọi là cái cảm xúc của mình mãnh liệt bao nhiêu á thì anh chị sẽ dễ dàng đạt được bấy nhiêu. Được không các anh chị ơi? Nếu mà anh chị đặt ra một cái mục tiêu mà anh chị không có cảm xúc gì hết á thì mục tiêu đó chưa dễ để đạt được. Nên là có tác động phản ứng thì việc của các anh chị đó là nuôi dưỡng cái cảm xúc chiến thắng và cảm xúc thành công bên trong của mình mỗi ngày. Và xíu nữa Phương sẽ chỉ cho các anh chị cách làm sao để nuôi dưỡng yên tâm. Bây giờ anh chị hiểu tới phút này ạ. Tại vì cảm xúc mãnh liệt bao nhiêu á, cái hành động của các anh chị cũng sẽ mãnh liệt bấy nhiêu.
Và sao ở cảm xúc chi phối hành động thì hành động mới chi phối kết quả các anh chị. Suy nghĩ kèm với cái cảm xúc, có nghĩa là những cái ý niệm của các anh chị, những cái mục tiêu của các anh chị kèm với cảm xúc. Phương ví dụ như các anh chị như thế này nè. Ngày trước đó là Phương mơ ước có một chiếc xe ô tô. Có một chiếc xe ô tô các anh chị. Các anh chị biết không ạ? Cái lúc mà Phương ước mình có chiếc xe ô tô, các anh chị biết là bao lâu để Phương đạt được chiếc xe ô tô không? Anh chị đoán xem ạ, không phải là mình viết xuống cái là mình đạt được liền các anh chị. Mà cái lúc mà Phương lần đầu tiên khi mà Phương viết xuống cái mục tiêu là Phương sở hữu một chiếc xe ô tô á, dạ Phương cũng không có nhiều cảm xúc đâu, tại vì lúc đó cũng chỉ muốn thôi. Mình thấy người ta khoe thành công, người ta có xe, có nhà, đúng không? Các doanh nhân đi du lịch vòng quanh thế giới, cái mình thấy mình cũng muốn, cái mình cũng dán xuống dưới bảng mục tiêu. Bao nhiêu anh chị cũng như thế ạ? À? Bao nhiêu anh chị cũng như thế ạ? À? Phương show cho các anh chị xem. Phương cũng dán xuống và Phương để Zalo chế độ mình tôi các anh chị. À, lúc đó là các anh chị biết không, Phương để Zalo là gì? Đây cuối cuối tháng 9 này bắt đầu mới mới bước vào môi trường câu lạc bộ một xíu thôi. À, lúc đó là Phương thấy mấy anh chị Dinh Nhân Nguyễn Diễm có khoe là chị ấy đã sở hữu một chiếc xe ô tô rất là đẹp, xe mui trần rất là đẹp. Và lúc đó mình tự nhiên Phương cũng khoái, bắt đầu lên mạng tìm hiểu thì Phương thấy tự nhiên mình khoái chiếc xe này, xe mẹt. Thế là Phương mới ghi xuống là để Zalo chế độ mình tôi là xin chúc mừng tôi đã mua được chiếc xe Mercedes-Benz E200 trị giá, là anh chị có thể lên Google search là biết giá ha. Tôi siêu giỏi siêu giàu, tiềm thức của tôi là đã hậu thuẫn cho tôi đạt được cái mục tiêu này. Cảm ơn mọi thứ dường như đã dường mọi thứ đã xảy ra như tôi đang mơ. Anh chị thì thời điểm mà mình viết xuống như này á, nó không phải viết xuống là đạt được liền đâu, bởi vì năm đầu tiên các anh chị biết không ạ, năm đầu tiên khi mà Phương viết xuống cái điều này á, thời điểm đó Phương chưa khác có chiếc xe đâu ạ. À, mình chỉ viết xuống thôi, mình nghĩ là mình muốn thôi. Và năm đầu tiên thì Phương còn rất là nhiều khoản tiền để phải lo, lo trả những khoản du dương, lo đi làm ăn kiếm tiền, lo đi học chiến lược kinh doanh, cày cuốc để có thêm tiền để chi trả. Nhưng mà mình thấy có chiếc xe ô tô cũng chưa có cần thiết. Bao nhiêu anh chị thấy như vậy ạ? À? Anh chị thấy đúng không ạ? À? Có nghĩa là đôi khi anh chị nói là bây giờ mình muốn chiếc xe ô tô, nhưng mà anh chị nói thôi đi xe máy cũng được. Đó Phương thời điểm đó là sao? Đủ mình đi xe ô tô làm gì, đi xe máy cũng được, cũng thoải mái mà, thì ngồi xe máy đi cho nó dễ. Mình cũng làm xe máy cũng sẵn có. Chứ xe ô tô làm gì cho nó tốn kém. Ở thời điểm đó các anh chị, có nghĩa là khi mà Phương viết xuống mục tiêu nhưng mà Phương chỉ muốn thôi, còn lại là chưa có thật sự khác để có nó, chưa thật sự là mình thật sự muốn để có nó các anh chị. Và cho tới một năm đầu tiên, 2 năm đầu tiên chỉ là đi kiếm tiền để gì ạ? À? Để dư giả tiền thôi, dư giả tiền để trả khoản dư dương rồi để bắt đầu gia tăng tài sản. Bắt đầu qua tới năm 2023 kia, thì bắt đầu thấy là cuộc sống mình bắt đầu nâng tầm lên rồi. Phương đi du lịch nhiều, Phương thấy Phương ở những cái nơi chất lượng hơn, cái Phương đi giao lưu với những cái anh chị thành công hơn, Phương đi chơi nhiều hơn với các doanh nhân trong câu lạc bộ. Phương thấy trời ơi, ai họ cũng sở hữu xe hết trơn á, cuộc sống họ thật là tuyệt vời. Và Phương thấy mình cũng muốn có một cái chiếc xe để mình đưa rước mình, để trời Sài Gòn đang có mưa này các anh chị, ví dụ mình đi ra ngoài mình cũng không có bị ướt, rồi bên đường tới đâu thì mình cũng có cái để che nắng che mưa để bảo vệ cái lông thể đó. Cái đơn giản khi mà cái bắt đầu cái suy nghĩ thay đổi các anh chị, bắt đầu Phương nói không, Phương phải có một chiếc xe ô tô. Thế là các anh chị biết mà, thời điểm mà thực sự khao khát có chiếc xe ô tô các anh chị, nó mãnh liệt đến mức mà phải có cho bằng được. Thế là đầu năm, cuối năm chuẩn bị có xe thì đầu năm phải đi học lái xe ô tô rồi. Và các anh chị khi mà thật sự mình muốn á, là bắt đầu nguồn lực tới dư giả, và Phương đã sở hữu cho mình chiếc xe ô tô mà mình yêu thích, mà giống y cái chiếc xe mình dán trên bảng tầm nhìn luôn ạ. Giống y chiếc xe mình dán trên bảng tầm nhìn. Đây là gia đình của Phương. Mẹ Phương thì không có thể tin nổi rằng là làm sao Phương có thể sở hữu được chiếc xe như thế. Lỡ đầu mình sở hữu được cái phong cách sống mà mình yêu thích, đúng không ạ? Sở hữu chiếc túi mình yêu thích, hay là cái phong cách sống
ở những cái nơi mình thích, những cái nơi chất lượng hơn. Bạn nghe chị hiểu cái bài học Phương chia sẻ ạ? Muốn nó khác với lại cái việc mà anh chị phải có cho bằng được nha. Cái gì mà anh chị và yêu cầu phải có cho bằng được là lúc đó anh chị có. Nó ví dụ như này nè, hôm nay anh chị phải đi trả tiền lãi đi ngân hàng đi. Tại vì anh chị có những cái khoản như thế ạ. Tôi nghĩ là hầu như các anh chị cũng có, nhiều anh chị cũng có. Và hôm nay anh chị phải trả một cái khoản lãi ngân hàng. Đúng không ạ? Tới ngày rồi, nhưng mà trong người không có tiền. Trong người đang chưa có tiền. Theo các anh chị thì khi mà anh chị cần nó, anh chị thực sự là nó là gì ạ? Đâu đâu thể nào đâu phải trả đó, tới giờ rồi đâu, đâu có cái con đường nào khác hơn ngoài cái việc trả đâu. Và tự nhiên anh chị có tiền bằng cái nguồn lực nào đó, có thể ba mẹ hỗ trợ, có thể bạn bè hỗ trợ, có thể khách hàng mua hàng, có thể đơn hàng về, có thể là bất kỳ cái nguồn lực nào đó mà tự nhiên anh chị có tiền để trả. Anh chị đã trải qua cái giai đoạn đó chưa? Hoặc là anh chị tới giờ nộp tiền học cho con cái này, bây giờ trả hóa đơn tiền nhà này, cái lúc mà anh chị phải có là cỡ nào nó cũng có ạ, dù cho cái lúc mình không có sẵn. Đúng, chính xác luôn ạ. Lúc mà anh chị thực sự muốn và thực sự cần và thực sự là phải có nó trong cuộc sống thì tự nhiên anh chị có. Và các anh chị biết mà, cái thời điểm mà Phương nói là tới tháng 9 là tháng 10 là sinh nhật của Phương, mà tháng 9 là Phương đâu là đủ để mà sở hữu chiếc xe ô tô đâu các anh chị. Tại vì mình làm ra đâu có phải chỉ để mỗi sở hữu chiếc xe ô tô, mình còn phải gia tăng tài sản nữa. Rồi Phương còn đi du lịch rất là nhiều nữa. Xong rồi cái Phương nói như bây giờ làm sao ta, cái Phương nói là không, mình phải có cho bằng được. Thế là tự nhiên tháng đó cái doanh số lợi nhuận của Phương nó về ầm ầm luôn các anh chị. Bình thường á, doanh số lợi nhuận của Phương cái tháng đó, trời ơi, nó tăng trưởng khủng khiếp luôn các anh chị ơi. Thế là tự nhiên Phương dư tiền để mà Phương sở hữu cho mình chiếc xe ô tô luôn. Ghê gớm. Mà trước đó là Phương cũng sở hữu cho mình thêm một cái tài sản đứng tên của mình. Cái Phương nói đó là một cái quy luật. Khi mà các anh chị thực sự muốn cái gì đó mà bằng cái cảm xúc là rất là mạnh mẽ và mãnh liệt á, thì anh chị sẽ có nó bằng cách này hay cách khác. Anh chị có thể nhìn lại trong quá khứ của mình, những cái thứ mà anh chị muốn là những cái thứ mà anh chị có, là những thứ mà anh chị thật sự cần trong cuộc sống thì anh chị có. Nó không không có lệch đâu ạ. À, tiền bạc cũng thế ạ. À, con cái cũng thế, vợ chồng cũng thế, ba mẹ mình cũng thế, đúng không ạ? Có nhiều chị chỉ nói như này này, chị muốn xây căn nhà, lúc đó chị chưa sẵn tiền gì trơn á Phương ạ. À, chưa sẵn tiền luôn. Cái lúc đó trong trong tay muốn xây căn nhà là sao, mấy trăm tỷ đó, mấy trăm triệu tỷ gì đó, xong rồi cái trong tay là có trăm mấy triệu thôi, nhưng mà chị khát có căn nhà quá, để bắt đầu quyết chí để làm căn nhà, và cuối cùng cũng làm được căn nhà. Nguồn lực từ mọi hướng anh chị. Có anh chị nào như thế mà, có anh chị nào đã sở hữu căn nhà của mình mà cái lúc đầu mình mới khởi động, gọi là dựng cái ý niệm trong trong đầu là mình phải sở hữu một căn nhà, thì anh chị chưa có sẵn nguồn lực đâu ạ. Đó là cách anh chị vận hành cái nguồn lực của mình xung quanh mình nhiều lắm các anh chị ơi. Mà anh chị trước giờ mình cứ buông thả cuộc sống thôi, đôi khi anh chị nghĩ là mình cứ buông thả cuộc sống sao cũng được á. Này, nhiều anh chị ngày xưa cũng thế, anh chị sao cũng được, thế là cứ sao cũng được, cứ tới đâu là hay tới đó, chưa bao giờ biết là phải đặt mục tiêu là tới giờ đó, ngày đó là phải đạt được cái đó. Nghe chưa, chị Phượng Đỗ nè, nói là chị mua được một mảnh đất 2 tỷ mà cái lúc đó thì trong tay chỉ có 100 triệu đó. Có nghĩa là nhiều cô chú anh chị mà tới 40, 50, 60 tuổi rồi đó, Phương chia sẻ là các anh chị sẽ hiểu được hết luôn. Những anh chị trẻ trẻ tuổi thì đôi khi là anh chị chưa trải qua nhiều, nhưng mà nhiều cô chú anh chị là sao ạ? Đã trải qua nhiều rồi thì nghe là anh chị sẽ hiểu được ngay những gì Phương chia sẻ. Đó, nên là những cái mục tiêu ước mơ của các anh chị mà nó không có đủ khao khát mãnh liệt thì chúng ta chỉ cần là nuôi dưỡng cái cảm xúc của mình mạnh lên thêm, cái niềm tin của mình lớn lên, và cái sự hiểu biết. Mà để anh chị có cảm xúc đúng thì cái sự hiểu biết phải đúng anh chị.
phải đúng cơ, phải phải thay đổi cái cảm xúc, thay đổi cái suy nghĩ của mình thì cảm xúc mới thay đổi được. Rồi quy luật số 3 là gì các anh chị biết mà? Quy luật số 3 là gì ạ? Thì chị thờ dữ vậy luôn hả? Hồi quyết định mua nhà trong tay không có đồng nào hết mà bây giờ vẫn có được căn nhà. Quá hay. Đúng rồi, quy luật số 3 đó là quy luật nỗ lực nghịch đảo. Hay quá, tuyệt vời các anh chị. Nỗ lực nghịch đảo. Nỗ lực nghịch đảo có nghĩa là sao? Có nghĩa là như thế này nè. Bắt đầu đặt ra cái mục tiêu. Xong 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 cái thấy cái mục tiêu nó bự quá. Ôi, nghĩ tới rất là đau đầu. Nghĩ tới cái mục tiêu á, nhiều anh chị là Phương hỏi là chị đặt mục tiêu tháng 7 này sao? Cái chị nói là chị đặt mục tiêu là 50 triệu, 100 triệu đó. Phương hỏi để làm gì chị? Để trả những khoản phiêu dương. Tới ngày đó chị phải có khoản đó em ơi. Là mỗi lần nghĩ tới là sao ạ? Áp lực lắm các anh chị, đau đầu lắm. Khi mà các anh chị nghĩ tới mục tiêu mà anh chị không sung sướng, mà anh chị đau đầu, anh chị bị chưa khỏe, anh chị bị lo lắng, anh chị bị nhiều cảm xúc lộn xộn á. Là anh chị hiểu không ạ? Nghĩa là tiềm thức anh chị hiểu rằng là ôi thôi đừng có cho chủ nhân mình cái mục tiêu này. Nếu mà mới nghĩ thôi á mà đã áp lực như thế rồi, mà lỡ đâu mà hốt cái đống tiền đó về, hốt cái mục tiêu đó về, không biết làm sao luôn á, chắc lên đường quá. Mà khi mà nó nghĩ sao á, tiềm thức của các anh chị nó sẽ luôn bảo vệ các anh chị, bảo vệ sự sống ạ. Tại vì khi anh chị lên đường thì nó cũng lên đường luôn, thì nó là cơ thể của các anh chị mà, anh chị hiểu mà. Đây là cái những mục tiêu mà anh chị nói bâng khuâng thôi, tự nhiên nó tới dễ lắm. Anh chị biết nó bâng khuâng thôi là nó tới dễ lắm, nhưng mà cái mục tiêu nào mà cố gắng hết sức rồi, mong đợi rồi, kỳ vọng rồi, càng kỳ vọng bao nhiêu thì càng chưa dễ có bấy nhiêu. Bao nhiêu anh chị đang bán đất đai rồi này kia không ạ? Anh chị thử xem, khi mà anh chị nghĩ tới mục tiêu đó, lý do tại sao mà câu lạc bộ ngày hôm qua, tối ngày hôm qua có doanh nhân Nguyễn Lành có chia sẻ mục tiêu đó, phải viết mục tiêu làm sao hình dung tưởng tượng là mình vui, mình hạnh phúc, mình tràn trề năng lượng khi mình đạt được cái mục tiêu. May ra lúc đó tiềm thức mới hưởng ứng nha. Cố về, trời ơi, cho mục tiêu đi, cho sướng rồi, sướng rồi. Tại vì sao ạ? Khi các anh chị mà vui vẻ hạnh phúc á, là bắt đầu trong người anh chị tiết ra cái dopamine, làm cho các anh chị trẻ, anh chị khỏe và anh chị tươi hơn, tim anh chị đập dễ dàng hơn, máu huyết lưu thông hơn. Bao nhiêu anh chị hiểu khúc này ạ? Thế là cái này là dấu hiệu tốt mà, tiềm thức là rất là thích anh chị được khỏe luôn ạ. Mỗi khi mà anh chị khỏe là làm cái gì cũng được nhé, lên rừng xuống biển tụi đi được hết, mà chỉ cần cái đầu mà không khỏe đi thôi, nằm 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 đừng có làm gì hết trơn á, đừng có suy nghĩ gì hết. Suy nghĩ phát là nó căng lên cho anh chị, suy nghĩ xíu là nó căng lên. Không mà làm cái gì phát là tính toán cái công suất, đừng đừng có nói gì nữa, trời ơi tôi đang đau đầu quá, đi từ lúc sau rồi nói đi, có phải như vậy không ạ? Thì có nghĩa là cái lúc mà anh chị mà không khỏe là nó chỉ muốn anh chị nằm thôi, đừng làm gì hết trơn, đừng có mục tiêu, đừng có tiền bạc, đừng có gì túi hết trơn á, chỉ cần cái lưng không khỏe là cái đầu không khỏe là thôi cứ nằm đi rồi tính tiếp. Tại sao ạ? Vì anh chị mà nghĩ nữa là nó căng lên, là nó sợ anh chị lên đường là nó cũng lên đường luôn á. Nó cũng lên đường luôn. Thế là anh chị nhớ à, mục tiêu của mình mà anh chị nó quá là stress, quá lo lắng rồi áp lực đủ kiểu hết là tôi nói chưa dễ thực hiện được đâu ạ. À, bất kể mục tiêu gì. Cho nên nó cái câu lạc bộ có một cái hay lắm các anh chị, đúng không? Túi vô á, trước khi mà làm mục tiêu thì sao, ăn mừng thành công để chị nuôi dưỡng. Đây là một trong những cái tuyệt chiêu mà câu lạc bộ có mà sẽ giúp cho các anh chị nuôi dưỡng cái con người thành công của các anh chị, đó là cùng nhau ghi nhận và ăn mừng thành công mỗi ngày. Thì mỗi ngày cái một xíu một xíu một xíu, nhưng mà một thời gian thôi, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng là anh chị trong trong trái tim, trong khối óc anh chị ngập tràn thành công. Bao nhiêu anh chị thấy điều đó rất là đúng với mình ạ? À, chính xác không các anh chị ơi? Chứ còn hồi trước á, là trước khi vô câu lạc bộ á, là loanh quanh luẩn quẩn toàn vấn đề, hở cái vấn đề chồng, hở cái con, hở cái tiền, hở cái công việc, hở cái khách hàng,
nó cái cuộc đời nó cứ vòng 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 như là mãi mà không có lối thoát luôn. Nhưng mà khi vô câu lạc bộ sao ạ? Rồi bây giờ Phương sẽ hướng dẫn cho các anh chị những cái mà các anh chị bắt đầu nuôi dưỡng cảm xúc nè. Một, một đơn giản thôi, mỗi ngày á, khi các anh chị có môi trường quan trọng lắm á, môi trường quan trọng, đôi khi ăn mừng thành công một mình á là có tiếng nói nhỏ, hoặc là đôi khi ăn mừng thành công một mình á là nó sao ạ, cũng không có cảm xúc nhiều, nhưng mà ăn mừng thành công á mở nhạc lên xong mọi người cùng nhau hát, mọi người cùng nhau dê chúc mừng nhau, thì lúc đó năng lượng của các anh chị được nuôi dưỡng. Đó là ý nghĩa của cái việc mà môi trường câu lạc bộ tạo ra những cái trước buổi zoom, trước giờ zoom là cho ăn mừng thành công. Các anh chị nào trước giờ zoom là vô rất là đúng giờ, comment thành công rồi chúc phúc nhau và năng lượng rất là tuyệt vời không ạ? Comment tôi cho Phương thấy ạ. Yeah, để nhiều anh chị bỏ qua mất khúc này các anh chị, cái khúc mà quan trọng nhất mà nuôi dưỡng được cái cảm xúc mãnh liệt cho các anh chị để anh chị chinh phục mục tiêu, mà tới cái khúc bỏ qua mất, nên nó chưa chưa tới khúc quan trọng đâu, chưa tới khúc chia sẻ từ từ vô. Nhưng mà anh chị vô xong rồi anh chị học, học xong hỏi giờ làm sao, giờ làm sao, nãy giờ chị nghe rồi đó mà chị giờ chị không biết ứng dụng sao hết trơn á. Dạ thì ứng dụng đơn giản thôi, cứ follow những cái bước câu lạc bộ chia sẻ là từ nó ra, đúng rồi, và anh chị trở thành một con người có tràn trề năng lượng, nhiệt huyết. Năng lượng anh chị tốt bao nhiêu, anh chị hạnh phúc bao nhiêu, anh chị thư giãn bao nhiêu, anh chị vui vẻ bao nhiêu thì mục tiêu nó sẽ càng dễ về bấy nhiêu. Và Phương sẽ cho anh chị một cái bài test liên tục trong 30 ngày sắp tới cùng với môi trường câu lạc bộ. Trong cái tháng 7 này, ngày nào cũng vô dung và ăn mừng thành công, ăn mừng chiến thắng, chúc phúc thành công cho mình, cho người khác. Phương chắc với các anh chị cuối tháng cỡ nào anh chị cũng đạt được mục tiêu. Và bữa thì còn anh chị nào mà bữa được, bữa vô được, bữa vô không thì Phương không biết nha. Vì anh chị đôi khi á, là hôm nào ngủ, hôm nào nghỉ á, cái mắc công chuyện, mắc công chuyện rồi mắc việc này việc kia cái quên á. Anh chị ok không ạ? À? Anh chị ok hiểu khúc này không ạ? À? Hiểu cái khúc là anh chị nuôi dưỡng năng lượng không? Nó đơn giản như thế này này, bao nhiêu anh chị thích xem đá banh? Hello, anh chị nào có thích xem đá banh không ạ? À? Thích xem World Cup rồi cái gì SEA Games Việt Nam đá, hoặc là anh chị đang thích thích cái đội nào đó, anh chị thích xem đá banh không? Thích đúng không? Anh chị hình dung tưởng tượng nè, bây giờ một á, là anh chị mở cái tivi tới tới cái mùa mà World Cup á, anh chị mở cái tivi ở nhà coi một mình, xong rồi coi cái cầu thủ mà mình thích, xong ở nhà nó ăn cái dê vô rồi dê. Nhưng mà anh chị sẽ thấy có một sự khác biệt khi các anh chị đi ra ngoài tới một cái quán nào đó, hoặc tới cái quảng trường, anh chị nào mà ở Sài Gòn đó, tới chỗ Nguyễn Huệ đó, phố đi bộ Nguyễn Huệ, cái lúc mà đá banh đó, Việt Nam đá banh với mấy cái cầu thủ á, anh chị hãy cùng tham gia vào cái dòng người đó, và mỗi lần mà Việt Nam vô một cái, trời ơi cả hàng ngàn người họ rung lên, họ hét lên, thì theo các anh chị thì hai cái cảm xúc nó khác nhau không? Hai cảm xúc khác nhau không các anh chị? Cái cảm xúc mà mình ngồi nhà thiêu thiểu một mình, coi một mình, ăn mừng thành công một mình, với lại cái lúc mà anh chị cho vô cái đám đông mà cả hàng ngàn người đó họ cùng nhau ăn mừng chiến thắng, thì theo các anh chị nó khác không? Khác hoàn toàn. Phương á, Phương là Phương cũng đâu có mê đá banh lắm đâu các anh chị, nhưng mà Phương khoái, Phương khoái cái cảm xúc đó các anh chị. Thế là tới mùa đi bão là Phương vẫn đi như thường, mặc dù là người ta vô thì tuyệt vời, mà không vô cũng không sao, tại vì là mình không phải là cái người đam mê đá banh, nhưng mà mình hiểu được, mình khoái cái năng lượng đó, cái là lúc mà người ta vô cái người ta ăn mừng thành công, cái mình cũng thấy gạo được luôn các anh chị, mình thấy vui, mình hò hét, mình nhảy y chang như mình là fan hâm mộ cuồng vậy đó. Nhưng thực chất là sao hả? Dạ có đam mê gì đâu. À, anh chị hiểu được như thế là anh chị phải trân trọng cái môi trường. Chắc với các anh chị không có môi trường nào mà ở đây cùng nhau chúc phúc ăn mừng thành công mỗi ngày như thế này đâu. Bao nhiêu anh chị cảm thấy trân trọng ạ? Bao nhiêu anh chị hiểu được khúc này? À, ok ạ. À. Đúng.
tuyệt vời. Đó đó là cái bước đầu tiên để nuôi dưỡng, cái bước thứ hai để nuôi dưỡng cảm xúc dạt dào của các anh chị, đó là biết lòng biết ơn, đơn giản thôi. Các anh chị hãy biết lòng biết ơn mỗi ngày đối với những gì mình có và những gì mình muốn đạt được. Ví dụ anh chị muốn sở hữu căn nhà, anh chị hãy biết ơn rằng là biết ơn cái căn nhà hiện tại mình đang ở, và biết ơn rằng nếu như mình có một cái căn nhà tốt hơn thì mình sẽ cảm thấy hạnh phúc như thế nào, thay vì mình kỳ vọng nó, được không ạ? Thay vì mình kỳ vọng là mình sẽ phải có cho bằng được cái căn nhà là mình áp lực lắm. Thay vì như thế thì anh chị hãy nghĩ đơn giản thôi, anh chị biết biết ơn mỗi tối, Phương biết lòng biết ơn đối với mục tiêu của mình. Lúc mà Phương chưa có xe thì Phương ngồi Phương sẽ biết là biết ơn là mình đã sở hữu được em mẹ mà mình yêu thích. Vì có em mẹ là mình sẽ được mỗi ngày mình đi ra đường mình sẽ được che chắn bảo vệ cái cơ thể của mình. Mà mình thích có em mẹ bởi vì là mình thích cái nội thất của nó, mình thích cái dáng ngoài của nó. Nếu mình lái được em mẹ thì mình sẽ thấy mình sẽ rất là ngầu, mình sẽ rất là vui. Ví dụ như thế. Thì đó là khi mình viết lời biết ơn và nghĩ tới những cái điều tốt đẹp khi mình sở hữu những cái thứ đó, thì anh chị sẽ nuôi dưỡng cái cảm xúc hạnh phúc. Bao nhiêu anh chị hiểu ý Phương ạ? Comment tôi cho Phương thấy. Ví dụ như anh chị muốn muốn là hòa hợp mối quan hệ với vợ chồng thì sao? Đơn giản thôi, anh chị viết lời biết ơn. Đừng viết lời biết ơn là cảm ơn chồng vì ngày hôm nay chồng đã làm cái điều này cho tôi, mà anh chị hãy cảm ơn một cái người bạn đời đồng hành tuyệt vời ở bên cạnh mình sáng tối, chăm chút cho mình với gia đình mình, các con của mình, đúng không ạ? Có thể là đôi lúc mà mình không có nói chuyện, không giao tiếp đúng với nhau, nhưng mà dù sao họ cũng là quý nhân của mình mà. Anh chị thử nghĩ một cái cuộc sống mà không có họ trong cuộc đời của mình, họ cũng đã bước đến cuộc đời của mình, họ cũng cho mình những cái niềm vui, những cái khoảnh khắc tuyệt vời, đúng không các anh chị? Đó, anh chị nghĩ tới và anh chị biết ơn những cái điều tuyệt vời, thì lúc đó anh chị sẽ nuôi dưỡng được cái cảm xúc và mối quan hệ sẽ rất là dễ hàn gắn và kết nối luôn. Còn nhiều anh chị là cứ ngồi kỳ vọng mà chồng là phải làm này, chồng phải làm kia, chồng phải làm nọ thì mới được, không làm là có chuyện á, không làm là thấy không vui, ví dụ như thế. Anh chị ok không ạ? À? Nên bất kỳ cái mục tiêu nào mà các anh chị mong muốn á thì biết là biết ơn, và đặc biệt hãy viết cùng với đội ngũ của mình, đội nhóm của mình. Mỗi buổi tối sau khi kết thúc buổi Zoom á là sẽ có một cái người hỗ trợ, một cái doanh nhân hỗ trợ cho chúng ta cùng ngồi viết và bật nhạc, xong rồi cái trường năng lượng rất là nhiều, anh chị cùng ngồi viết với nhau. Rồi anh chị làm cái điều này với lúc buổi sáng sớm nữa, 4:30 sáng. Anh chị nào có tham dự cái chương trình 4:30 sáng không? Ồ, chương trình đó tuyệt vời lắm ạ. Xuất sắc luôn các anh chị. Chương trình đó là cái chương trình mà anh chị phải rèn mình để mình nuôi dưỡng con người của mình tuyệt vời nhất luôn. Đó, anh chị thấy tuyệt vời không? Chỉ cần nuôi dưỡng liên tục 30 ngày, anh chị sẽ biến trở thành một con người hoàn toàn mới, đẹp hơn, năng lượng hơn, hạnh phúc hơn, tiền bạc về ồ ạt hơn. Tại vì sao anh chị nuôi dưỡng cái năng lượng tốt á? Hãy hãy liên tục tham dự những cái chương trình dân sáng. Phương thì Phương cũng có chừng đó à. Phương vô môi trường câu lạc bộ tạo ra cái gì thì Phương cứ học, Phương cứ follow theo thôi. Chứ Phương đâu có giỏi hơn các anh chị đâu. Có cái là Phương chịu thực hành lắm. Sau buổi tối trước khi đi ngủ, thêm một chiêu nữa nè. Buổi tối trước khi đi ngủ á, là các anh chị hãy viết, nói, nghĩ và cảm nhận. Anh chị nhớ ha, viết, nói, nghĩ và cảm nhận về điều anh chị muốn trước khi đi ngủ, về mục tiêu đó, mục tiêu tháng 7 của các anh chị đó. Bao nhiêu anh chị đang làm điều này ạ? À? Nè, đi xuống viết, kiếm cuốn sổ, đúng không ạ? Cuốn sổ, tôi là có cuốn sổ đúng không? Chuyên gia viết luôn, muốn gì viết đó. Cứ mỗi tối là sao ạ? Cứ ngồi cứ viết những cái điều mình muốn các anh chị. Mà viết tới đâu là
đặt tới đó anh chị, hay lắm đúng không ạ? Và tiếp theo các anh chị nhớ ha, nhớ là phải viết xuống, nói bằng cách là anh chị có thể ngồi tham gia những chương trình ngồi cầu nguyện với lại đội nhóm mình này, nghĩ cho tâm trí mình ngập tràn và cảm nhận hạnh phúc là cái điều mình muốn. Đó cách anh chị giao tiếp với lại tiềm thức của mình về cái mục tiêu mình muốn. Anh chị ok không ạ? Và thêm một cái tip nữa, đó là anh chị còn phải thay đổi được cái suy nghĩ của mình. Trước khi mà thay đổi cảm xúc thì chắc chắn là suy nghĩ phải thay đổi cái hệ thống niềm tin. Và thường thì cái chương trình 20:30 mỗi buổi tối này, bắt đầu là thầy của Phương sẽ chia sẻ. Ví dụ như là viết là ví dụ như này nè, hôm nay anh chị có mục tiêu là 50 triệu lợi nhuận tháng này đúng không? Thì ví dụ chị Hà Linh là có mục tiêu 50 triệu lợi nhuận tháng này thì chị viết xuống nè. Hôm nay đó ngày 30 tháng 7 năm 2024, tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn tiềm thức vũ trụ đã hậu thuẫn tôi dư dả nguồn lực để tôi có được số tiền lợi nhuận là 50 triệu. Đó. Và sử dụng số tiền này với mục đích là ghi ra những cái điều hạnh phúc mà chị muốn. Anh chị ok không? Anh chị nào muốn sở hữu nhà hay là sở hữu gì đó thì anh chị cũng ghi xuống như thế. Đó cách anh chị giao tiếp với lại con người phi thường bên trong của mình. Chị nắm được không ạ? Ok không? Comment ok ạ. Ok, này đây, Phương sẽ, thay vì Phương nói nhiều, nay Phương có mời lên đây một cái người chị ứng dụng cái phần này siêu đỉnh luôn. Khi mà chị vào rèn luyện môi trường câu lạc bộ thì nơi ứng dụng là vô cùng nhiều thành công với các anh chị một cái thời gian rất là ngắn. Anh chị có muốn nghe những cái trải nghiệm không ạ? Ok, Phương xin mời lên đây doanh nhân chị Hoàng Ân ạ. Chị Ân có thể chia sẻ thành công của chị khi mà chị rèn luyện cùng với môi trường câu lạc bộ đúng không ạ? Anh xin chào doanh nhân Trịnh Phương và xin chào tất cả các anh chị em có mặt trong buổi dân tối hôm nay. Lời đầu tiên, anh xin biết ơn đến câu lạc bộ Chạm Tay Áo Vàng và anh gửi lời biết ơn đến chủ tịch Trịnh Huy, doanh nhân Nguyễn Diễm, doanh nhân Trịnh Phương, Trịnh Thoa cùng tất cả các anh chị em doanh nhân ở trong cộng đồng mình ngày đêm cống hiến cho cộng đồng của mình. Và anh cũng biết ơn đến người gieo duy dân, đó là doanh nhân Lưu Hường. Nhờ có cộng đồng, nhờ có cô Lưu Hường mà ăn biết đến câu lạc bộ. Trước đây á, trước khi ăn vào câu lạc bộ thì ăn kinh doanh, ăn có kinh doanh truyền thống. Ăn kinh doanh truyền thống thì trong cái thời gian anh chị em biết là những năm qua đó, kinh tế nó rất là khó. Thế thì trong đầu ăn chỉ có một cái chữ khó khăn thôi. Ai hỏi tới cũng khó khăn, buôn bán khó khăn, làm ăn khó khăn, thị trường khó khăn, thì bản thân ăn cũng buôn bán khó khăn. Tuy nhiên, sau khi mà ăn biết đến câu lạc bộ và ăn đã ứng dụng được cái bí kíp của câu lạc bộ, những bí kíp cũng rất là đơn giản anh chị, giống như bạn Phương vừa chia sẻ đó, các doanh nhân hướng dẫn ăn làm cái gì, ăn làm cái đó. Mỗi tối ăn đều vào cùng cộng đồng, chị em đội nhóm, ăn viết lòng biết ơn về cho cái công việc kinh doanh của mình. Thế thì ăn ứng dụng tất cả cái bí quyết mà các doanh nhân hướng dẫn, ăn tin rằng là các doanh nhân làm được, chính bản thân ăn làm được. Người ta đã thành công rồi thì mình cứ làm theo người thành công để thành công luôn. Thế thì trong kinh doanh của ăn á, ăn ứng dụng mới có 2 tuần thôi, từ những cái 1 2 năm đầu ăn bán á, là cái năm vừa rồi, năm 2023 đó, thời gian là hơn từ đầu năm cho tới tháng 11 luôn á, là ăn bán lèo tèo 1 tháng chỉ tầm có 10 triệu, hơn 10 triệu thôi. Nhưng sau đó ăn vào câu lạc bộ, ăn ứng dụng cái bộ công thức của câu lạc bộ á, doanh số ăn nó tăng gấp 3 gấp 4 lần luôn. Đó là một cái điều ăn không thể tin được luôn á. Ăn chưa bao giờ ăn thấy rằng là ăn có một cái đơn hàng về hơn 100 triệu luôn. Thế mà ăn nhờ vào cái bí kíp ứng dụng của câu lạc bộ, ăn kiên trì ăn làm.
Sáng sớm ăn vào dùm học cùng anh chị em. Buổi trưa ăn vào dùm ăn học. Buổi tối ăn vào dùm tối ăn học. Và sau giờ này nè, ăn ngồi lại, ăn tiếp tục ăn đặt hàng vũ trụ cùng anh chị em, ăn viết lòng biết ơn. Còn ban ngày á, ăn rang bán hàng á, thì ăn biết ơn tất cả các mặt hàng hóa của anh. Rất là vi diệu anh chị em. Và câu lạc bộ mình khi mà ăn vào danh nhân chạm tay hóa vàng á, ăn được cầm tay chỉ việc. Ăn á là từ một cái người không hề biết chơi Facebook, ăn không biết làm gì hết. Thế mà vào câu lạc bộ hướng dẫn ăn cầm tay chỉ việc, ăn biết làm marketing là như thế nào, ăn biết ứng dụng những cái phương pháp của chủ tịch Trịnh Hy và các doanh nhân chia sẻ là mình đàm phán trong kinh doanh như thế nào. Thế là ăn ứng dụng vào công việc kinh doanh của ăn. Và ăn cũng đã giúp đỡ được cho các anh chị em vào doanh nhân chạm tay hóa vàng nè, rồi vào combo thăng tâm trí nè, và ăn đã giúp đỡ được ba anh chị em có cái cuộc sống của mình trở nên tốt hơn. Khi mà các anh chị vào tham gia thăng tâm trí hoặc là vào doanh nhân á, các anh chị khoe với anh là ông ơi chị ứng dụng công việc của chị hay quá. Các anh chị biết rằng là cái công việc mà mình làm bên phòng cháy chữa cháy á, mình làm á, mình đăng ký giấy tờ rất là nhiều khê. Tuy nhiên chị ấy ứng dụng cái bí kíp của câu lạc bộ mình, thế là chị ấy đi làm được một cách rất là dễ dàng và đã giảm được một số tiền rất là lớn luôn, cả 100 triệu đó anh chị em. Và một điều nữa là sau khi ăn vào doanh nhân chạm tay hóa vàng, ăn học được cái bí kíp của câu lạc bộ về chăm dưỡng cho sức khỏe. Trước đây á, ăn làm mẹ bỉm 58 cân. Khi mà ăn ứng dụng được cái bí kíp của câu lạc bộ chăm dưỡng sức khỏe của mình, hiện nay ăn còn được 48 cân. Và da dẻ của ăn cũng trở nên hồng hào. Và con cái của ăn, chồng của ăn ứng dụng luôn. Đó là dùng sản phẩm của mình bên cho con của ăn, giúp cho hệ tiêu hóa của con ăn trở nên tốt hơn, con của ăn thì tăng cân. Và ăn ứng dụng cái bí kíp của câu lạc bộ cho chồng ăn, đó là chồng ăn từ một người rất là thích uống nước có cồn, thế là ăn luôn luôn cầu nguyện và ăn mặt hàng chồng tôi thích uống nước trái cây nước lọc để tốt cho sức khỏe, vi diệu lắm. Chồng của ăn á uống nước trái cây. Đó là thứ hai và thứ ba là về mối quan hệ. Và mối quan hệ của anh đã trở nên tốt hơn với các con của anh. Và ngay cả với khách hàng cũng trở nên tốt hơn nữa anh chị em. Ngày trước anh bán hàng á, ai mua thì mua, không mua thôi. Tôi có tiền mà, tôi có cửa hàng mà. Anh thích thì tôi mua. Anh che mắt cho rẻ, anh cứ đi chỗ khác anh mua đi. Còn khi mà anh vào được câu lạc bộ, anh vào được doanh nhân chạm tay hóa vàng, thì câu lạc bộ hướng dẫn là phải đàm phán như thế nào, ăn nói như thế nào khi mà khách hàng nói chê mắc chê rẻ. Thật là tuyệt vời anh chị, ăn đã ứng dụng, ăn nói năng ừ anh à, hàng em mắc thiệt đó anh, so với cái chỗ khác mắc thiệt đó, tuy nhiên hàng của em là hàng hãng này hãng này hãng này, chất lượng nó như thế này, còn hàng của người ta nó như thế nào thì em không biết anh à. Tức là ăn học được một cái đó rất là tuyệt vời anh chị em. Và bao nhiêu trong số anh chị em cũng muốn được cầm tay chỉ việc để mà thành công lên, thì anh chị hãy liên hệ với nhóm trưởng của mình để mình được tham gia học tập và phát triển bản thân, cho phép mình thay đổi cái tư duy của mình, chớ để như ăn ngày trước á, ăn giữ một cái tư duy cũ, một lối sống cũ, một cái lối làm việc cũ, thế là ăn thu được một cái kết quả cũ. Buôn bán thì tiền mặt đâu thấy, tiêu xài thì không biết tính toán, không biết quản lý tiền luôn. Khi mà ăn vào được doanh nhân chạm tay hóa vàng á, ông mới hiểu được rằng là cách quản lý tiền như thế nào là đúng và cách chi trả cho bản thân mình trước như thế nào là đúng. Rất là tuyệt vời anh em, ông vô cùng biết ơn câu lạc bộ đã cho ăn một cái đường đi nước bước rất là rõ ràng. Và ăn đã biết được sức khỏe của mình đó là một cái thứ thứ rất là quan trọng, tài chính cũng không kém gì, và mối quan hệ, nếu ba thứ này mà không kết hợp lại được với nhau, cho dù anh chị có giàu có đến bao nhiêu, anh chị không có sức khỏe, anh chị không có mối quan hệ hòa hợp gia đình, thì tất cả cũng đều là con số không.
và ông rất là ao ước chia sẻ cho tất cả anh chị em ở đây. Mình hãy cho phép mình dấn thân vào một con đường học tập mới để phát triển tư duy của mình, để xây dựng cho mình một cái hệ thống kinh doanh, xây dựng cho mình một cái gia đình hạnh phúc. Đó là ước ao của anh ạ. Anh đã rất là biết ơn câu lạc bộ, rất là biết ơn Phương đã cho anh lên đây ăn mừng chia sẻ thành công của anh. Anh cảm ơn ạ. Rồi cả nhà cho chị Hoàng Anh chào với tay. Quá xuất sắc rồi, chúc mừng thành công của chị Anh ạ. À. Và như anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Bắt đầu thay đổi những cái tư duy, cái nhận thức và bắt đầu áp dụng cái bộ công thức câu lạc bộ thì bắt đầu công việc kinh doanh có chuyện khủng khiếp chưa ạ? Tăng trưởng 3 4 lần so với cái thời điểm trước mà cứ lèo tèo hoài có 10 triệu thôi. Như vậy thì quá là xuất sắc luôn ạ. Công nhận là bao nhiêu anh chị cũng thích như thế ạ, à? Cũng thích thu nhập của mình cũng tăng trưởng tuyệt vời như thế ạ. À. Và còn giúp đỡ được cho nhiều anh chị thành công nữa các anh chị, quá xuất sắc luôn ạ. À. Đó là câu chuyện của chị Ân, có thêm một câu chuyện nữa mà cô muốn các anh chị cùng nhau lắng nghe, chị ấy cũng ứng dụng là em nói tuyệt vời luôn ạ. À. Cũng ứng dụng công thức của câu lạc bộ thôi, các anh chị hãy cùng mà lắng nghe những cái trải nghiệm mà xin mời chị Nguyễn Huyền ạ. À. Rồi, Hiền xin chào doanh nhân Trịnh Phương, biết ơn doanh nhân Trịnh Phương hôm nay đã cho Hiền lên chia sẻ ăn mừng thành công. Lời đầu tiên thì Hiền xin chào tất cả các anh chị có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay. Chúc cho anh chị chúng ta có một buổi tối tràn đầy năng lượng. Hiền vô cùng hạnh phúc và biết ơn môi trường câu lạc bộ Chạm Tay Hoa Vàng, biết ơn Chủ tịch Trịnh Huy, doanh nhân Nguyễn Diễm, doanh nhân Trịnh Phương, Trịnh Hoa, doanh nhân chị Dương Hoàn đã cho Hiền biết tới môi trường câu lạc bộ và tất cả các anh chị em trong môi trường câu lạc bộ đã cho Hiền một cái môi trường học tập phát triển rất là tuyệt vời anh chị. Và anh chị biết rằng là trước khi vào môi trường câu lạc bộ thì Hiền là một mẹ bỉm ba con và là một người công nhân anh chị. Hiền là một người công nhân và anh chị biết rằng tư duy của một người công nhân thì không hề có cái lối tư duy phát triển. Hiền luôn than vãn về cuộc sống của mình rằng là tại sao mà cùng cùng với cái độ tuổi của mình, tất cả những người bạn của mình họ rất là có một cái cuộc sống rất là tuyệt vời, mà tại sao mà mình có một cái cuộc sống nó không có được như mình mong muốn. Và từ khi mà Hiền còn nhỏ cho tới khi Hiền 34 tuổi thì chưa hề có một ai trong gia đình nói rằng là con ơi, con có thể làm được điều này, con có thể làm được điều kia, mà luôn nói với Hiền một điều rằng là con ơi, con sinh trong một cái gia đình mình nó chưa có được giàu có thì thôi con cứ có chồng có con, có một cái gia đình bình thường, con đi làm một cái công việc làm công nhân có lương tháng mỗi tháng như vậy. Cứ sáng đi làm tối về với con là được rồi. Con không có cần phải ước mơ gì cho nó cao sang con ạ. Và Hiền đã tin những cái điều đó anh chị. Và chính xác là cuộc đời của Hiền nó cũng như vậy luôn. Và anh chị biết đây, đây là Hiền khi mà trước khi vào môi trường câu lạc bộ anh chị. Đây là lúc mà Hiền sinh con bé thứ ba, con của Hiền được 3 tháng tuổi. Và anh chị biết sau khi mà vào môi trường câu lạc bộ, học cái buổi Zoom tối của Chủ tịch Trịnh Huy lúc 20 giờ 30 phút, anh chị biết rằng lúc đó là Hiền vừa bế con của Hiền, Hiền vừa học và Hiền vừa khóc luôn anh chị. Bởi vì rằng là tại sao mà có những cái tư duy tuyệt vời như vậy, một môi trường tuyệt vời như vậy mà từ trước tới giờ, từ khi mà Hiền đã có nhận thức cho tới khi Hiền 34 tuổi, chưa có ai nói một cái điều rằng là à con ơi, con có thể làm được cả mọi thứ, chỉ cần con tin vào bản thân của mình thôi là con sẽ làm được. Nhưng mà chẳng có ai nói với Hiền cái điều đó anh chị. Và khi mà Hiền học những cái tư duy của Chủ tịch Trịnh Huy, anh chị biết rằng vừa bế con 3 tháng tuổi, vừa học tới đâu vừa khóc tới đó, bởi vì là trời ơi, tại sao một cái môi trường tuyệt vời như vậy mà bây giờ mà tôi mới được biết. Và anh chị biết được rằng Hiền rất là thấm nhuần cái câu Chủ tịch Trịnh Huy chia sẻ rằng là nếu như sau 5 năm tới, 10 năm tới mà anh chị vẫn thức dậy với cái ngôi nhà này, vẫn thức dậy với cái trần nhà này và vẫn cái cuộc sống như vậy thì anh chị có chịu nổi được hay không? Và cái sự phát triển của anh chị phải nhanh hơn cái sự già đi của bố mẹ và cái sự lớn lên của con cái. Trời ơi, Hiền nghe tới đâu là Hiền khóc luôn tới đó anh chị, bởi vì nó đúng quá, nó đúng với mình quá. Và thật sự Hiền rất là biết ơn môi trường câu lạc bộ Chạm Tay Hoa Vàng. Và sau khi mà Hiền học tập thì Hiền đã cho phép mình tham gia vào nhóm rèn luyện thân tâm trí. Thì anh chị biết được rằng khi mà được làm quy trình cá chép hóa rồng thì Hiền được khai phá cái con người của mình lên. Và Hiền nghĩ rằng là ồ thì ra bên trong mình có một cái sức mạnh phi thường như vậy mà mình không biết khai thác nó đi. Lâu nay mình cứ để nó chìm nghỉm ở trong và mình cho mình quá nhiều những cái niềm tin giới hạn, tin rằng cuộc đời của mình như thế này, cuộc đời của mình như thế kia. Trong khi mình có thể cầm lái chính cái bánh xe cuộc đời của mình mà tại sao mình không biết được điều đó.
Và không dừng lại ở đó anh chị, Hiền cho Hiền tham gia vào nhóm rèn luyện trong doanh nhân chạm tay hoa vàng. Trước kia thì Hiền cũng đã từng đi kinh doanh anh chị. Hiền đi kinh doanh online 2 lần nhưng đều không thành công, bởi vì Hiền mang tư duy của một người đi làm thuê, đi làm công nhân mà bọt bẹt cũng đi kinh doanh, chỉ có đăng bài lên Facebook và không biết trao một cái giá trị gì cho khách hàng. Và vì vậy thì lúc đầu thì còn có người like bài, về sau là không có người tương tác luôn, nhiều khi lại gần mọi người để nói chuyện thì họ tưởng là mời mời hàng và mọi người xa lánh mình luôn. Và Hiền cảm thấy là ồ, cái công việc kinh doanh này nó không phù hợp với mình. Nhưng mà khi Hiền tham gia vào nhóm doanh nhân chạm tay hoa vàng thì Hiền mới vỡ òa ra là thì ra là mình đã không có biết cái cách để mà kinh doanh thành công. Mang một cái tư duy của người đi làm thuê để đi làm kinh doanh thì làm sao mà thành công được, không có một chiến lược tư duy cụ thể rõ ràng thì làm sao mà có thể đi thành công trong cái công việc của mình được. Lấy tư duy của cũ để đi làm kinh doanh thì không thể nào mà thành công được. Và càng học thì Hiền càng thấm nhuần những cái tư duy anh chị. Và Hiền rất là biết ơn môi trường câu lạc bộ giờ đây đã cho Hiền thành một cái con người mới. Hiền đã biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Biết yêu thương bản thân mình thì giờ đây Hiền đã biết yêu thương chồng con của mình và cuộc sống của Hiền vô cùng là hạnh phúc. Các con của Hiền, dù các con rất là còn nhỏ tuổi thôi, nhưng mà các con đã có những cái tư duy rất là tuyệt vời anh chị, đã có tư duy của những người triệu phú. Con của Hiền đã biết bỏ quyền tự do tài chính và đã biết xin mẹ cho con những cái tư duy triệu phú dán vào bàn học của con. Thì mẹ hãy cho con những cái hình ảnh để con dán, để con nhìn. Trời ơi, Hiền rất là tuyệt vời luôn anh chị. Và Hiền thật sự rất là biết ơn một cái môi trường mà sáng thức dậy đã tràn đầy tình yêu thương, và lòng biết ơn nguyên một ngày là luôn luôn ngập tràn tình yêu thương và lòng biết ơn. Hiền vô cùng hạnh phúc và biết ơn. Hiền biết ơn doanh nhân Trịnh Phương hôm nay đã cho Hiền lên chia sẻ cái thành công của mình. Hiền xin cảm ơn tất cả anh chị đã lắng nghe cái chia sẻ của Hiền. Và anh chị ạ, nếu như một khi mình đã có duyên mình biết tới môi trường câu lạc bộ chạm tay hoa vàng thì anh chị hãy cho mình cái sự dám anh chị, bởi vì chỉ khi mình dám thay đổi thì cuộc đời của mình mới thay đổi. Còn nếu như mình không có cho mình cái sự dám thì mình cũng chỉ mãi đứng ở một vị trí mà thôi anh chị nhá. Hiền xin cảm ơn tất cả anh chị đã lắng nghe cái chia sẻ của Hiền. Cảm ơn doanh nhân Trịnh Phương. Rồi quá cả nhà ơi, hãy cho chị Nguyễn Hiền chào cái tay. Ồ, siêu năng lượng cho anh chị ơi. Rất là mê cái năng lượng của chị Hiền luôn ạ. Thì là một cái cô gái là chỉ là công nhân thôi các anh chị. Đúng mà cũng chưa biết cách yêu thương mình nên thành ra là để cơ thể của mình cũng chưa được xinh đẹp như ý. Khi bước vào môi trường câu lạc bộ thì học cách yêu thương chăm dưỡng mình tốt hơn, càng ngày càng xinh đẹp và năng lượng như thế. Biết cách kinh doanh, biết cách để tạo ra dòng tiền tốt hơn cho mình. Bao nhiêu anh chị cảm thấy điều này rất là giá trị ạ. Rồi, quá là tuyệt vời, quá là năng lượng. Tối giờ 22 giờ rồi mà còn năng lượng tuyệt vời như thế ạ. Chúc mừng ạ. Chúc mừng chị Hiền, chúc cho chị sẽ hoàn thành xuất sắc những cái mục tiêu tháng 7 của mình một cách rất là ngoạn mục, để có thể truyền cảm hứng giúp đỡ cho nhiều anh chị hơn nữa. Và tiếp theo các anh chị, bây giờ tới một cái phần rất là quan trọng, đó là cái lúc mà anh chị sẽ biết cách để mà giao tiếp với tiềm thức của mình như thế nào. Bao nhiêu anh chị mong muốn rằng bây giờ chúng ta cùng nhau thực hành luôn ạ. Anh chị nào sẽ mong muốn cùng nhau thực hành luôn. Chúng ta còn khoảng dành khoảng đâu đó 20 phút nữa trước khi kết thúc buổi tối, thì thay vì các anh chị ngồi lui cui một mình, thì anh chị sẽ được một cái người gọi là ứng dụng rất là thành công trong cái việc mà hỗ trợ cho chúng ta làm cái việc giao tiếp với tiềm thức buổi tối trước khi đi ngủ. Thì quy trình của chúng ta đơn giản thôi, giống như lúc nãy mà Phương chia sẻ. Bước một là các anh chị sẽ ngồi lại, ghi xuống sổ của mình về những cái thành công của mình, ngồi lại xuyên suốt cả một ngày các anh chị có những thành công gì tuyệt vời thì cái ghi xuống vở của mình, với cái cảm nhận rằng các anh chị rất là phúc và biết ơn vì ngày hôm nay mình có sự tiến bộ. Ví dụ như thế này nè, tối ngày hôm nay mà anh chị ngồi với Phương với lại câu lạc bộ, tới giờ phút này mà anh chị đón nhận cái trường năng lượng, có sự hiểu biết nhiều hơn để anh chị có thể làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn, thì đó cũng là một cái thành công đúng không ạ. Sau đó các anh chị sẽ học cái cách để ghi nhận, để biết lòng biết ơn theo cái công thức mà lúc nãy Phương có chia sẻ đấy ạ. Chúng ta biết ơn về những gì mà chúng ta thực sự mong muốn và biết ơn về những điều mà các anh chị thật sự đang trân quý nó trong cuộc sống của mình. Rồi sau đó một cái bước tiếp theo đó là các anh chị sẽ viết xuống những cái điều mà các anh chị đang thực sự khao khát muốn đạt được cho ngày mai và cho cả tháng 7 nữa.
Hoặc là các anh chị nào có những cái mục tiêu lớn hơn, có thể mục tiêu 6 tháng hoặc mục tiêu 1 năm, và sở hữu những cái tài sản đứng tên mình, hoặc là sở hữu cái việc mà anh chị rèn luyện phát triển bản thân, hoặc sở hữu một cái vóc dáng, một cái body như mình mơ ước, một cái mối quan hệ hạnh phúc đó, những cái điều tuyệt vời như thế, thì các anh chị cùng nhau ngồi lại để mà ghi nhận. Sau đó các anh chị thêm một bước cuối cùng nữa, đó là dùng một trong những cái thủ thuật rất là quan trọng, đó là thôi miên tiềm thức của mình về những điều mình muốn. Thì các anh chị sẽ được dẫn dắt từng bước bởi một cái người gọi là trưởng nhóm của mình, cũng như là một trong những cái doanh nhân mà đang gọi là tạo ra kết quả rất là tuyệt vời. Anh chị sẽ cùng ngồi lại khoảng 15-20 phút nữa chứ. Anh chị sẵn sàng chưa ạ? Các anh chị hãy lấy sổ ra và chúng ta cùng nhau thực hành ha. Hôm nay Phương sẽ xin mời lên đây doanh nhân chị Thúy Hồng, sẽ cùng với tất cả các anh chị sẽ thực hành cái quy trình này trước khi mà các anh chị đi ngủ, gọi là học xong rồi ứng dụng luôn nha các anh chị nha. Đây, xin mời doanh nhân chị Thúy Hồng ạ. Cảm ơn rất là nhiều anh chị đã đồng hành cùng Phương buổi tối tuyệt vời ngày hôm nay. Chúc phúc cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất. Và hãy nhớ, hãy ghi nhận những cái thành công, ghi nhận những cái điều tuyệt vời mà các anh chị vừa mới học được trong buổi tối tuyệt vời ngày hôm nay. Và nếu mà anh chị cảm thấy môi trường câu lạc bộ những cái giá trị tuyệt vời, thì hãy cùng nhau áp dụng và chia sẻ cho những người bạn của mình có thể cùng nhau áp dụng được tốt hơn, được không ạ? Đây, cảm ơn tất cả các anh chị ạ.